À, anh em thấy không ạ? Đây là cái đèn bi mà sau khi nâng cấp lên thì anh em nhìn thấy khi mà nâng cấp cái đèn bi như thế này ấy, thì là nó sẽ không chói mắt cho anh em nhá. Khi anh em đi đường, bi thì hỗ trợ hai chế độ pha cốt với ánh sáng cốt thì nó sẽ có mặt cắt và nó sẽ không gây chói mắt cho người đối diện. Còn với pha thì nó sẽ gom một tâm và chiếu xa. Anh em có thể để ý đây là cái hình ảnh của bộ hình ảnh của mặt cắt của cốt. Đấy là bộ GTR 3.0. Đấy, anh em thấy không ạ? Mặt cắt rất là sắc nét nhá, đi sẽ không gây đối diện, không gây chói mắt cho người đối diện. Còn anh sang pha này, anh em thấy không ạ? Pha rất là gom một tâm, anh em có thể thấy là hai cái tâm vàng đấy. Với cái độ đèn bi LED GTR Limited 3.0 đây, anh em có thể thấy là cái nhiệt màu của nó về còn 5.000K thôi. Và thời gian bảo hành cho anh em đến tận 3 năm anh em ạ. Đấy. Bản này là bản mới nhất, bản 2024 thì đã nâng cấp cái phần bảo hành lên và phần công suất lên. Và cái nhiệt màu đã được hạ xuống để anh em đảm bảo cho anh em là đi trời mưa trời sương thì vẫn đảm bảo cái nhu cầu mà khi anh em đi lại. Pha thì gom một tâm hỗ trợ chiếu xa, với con này thì nó chiếu xa khoảng độ 5 đến 600 mét cho anh em khi mà đi trời tối, đi đường cao tốc thì có thoải mái có thể chiếu đảm bảo cái tầm nhìn cho anh em quan sát. Và cái với ánh sáng cốt cho ra đi trong phố không gây chói mắt và đi rất là văn minh. Còn đây là ánh sáng, anh em có thể nhìn thấy là khi mà nâng cấp lên này, con này sẽ là lắp zin hết toàn bộ anh em nhé. Đấy, với những cái dòng xe mà đang là chóa halogen chân H11, chân H7 và chân H4 thì tất cả các dòng đèn đấy sẽ được lắp zin cho những cái chiếc đèn bộ đèn đấy. Đấy, và cái chỉ cần tháo ra và lắp lại thôi. Đấy, độ thẩm mỹ rất là cao. Anh em có thể yên tâm 100% là cái hệ thống điện đèn của anh em vẫn là zin hết. Và sau này cái chính sách đăng kiểm mới bây giờ đã được nới rộng rồi và anh em có thể đảm bảo yên tâm có thể là đi đăng kiểm như bình thường. Đấy, và nâng cấp một cái bộ đèn bi này anh em chỉ thấy chỉ hơn 5 triệu một tí thôi là anh em đã sở hữu những bộ pin này rồi, bảo hành tận 3 năm. Và nâng cấp ở đâu ạ? Đến ngay Akala anh em nhé.